Câu chuyện bắt đầu với cảnh nam chính Kamito vô tình nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang tắm trong rừng. Cậu còn mặt dày khuyên cô hãy bình tĩnh vì cậu không có hứng thú với loli. Cô bảo rằng bản thân 16 tuổi rồi nhưng Kamito không tin vì cậu thấy ngực cô ấy như cái sân bay. Cô giới thiệu mình là Kei, sau đó triệu hồi hỏa tinh linh điên cuồng tấn công Kamito làm cậu chỉ có thể né tránh. Thấy Claire chỉ lo tấn công mà quên việc bản thân đang khỏa thân, cậu tốt bụng liền nhắc nhở khiến cô vô cùng xấu hổ. Cây roi lửa của cô vô tình chặt đứt thân cây nên đã dẫn đến một tai nạn ngoài ý muốn, cũng may Kamito có mặt kịp thời và đẩy cô ra. Tuy nhiên cậu lại vô tình đặt tay của mình lên trái cam của cô, nên rốt cuộc có lòng tốt cứu người, Kamito vẫn bị Claire tẩn cho một trận. Sau khi tỉnh lại và nhìn thấy đồng phục của Claire, Kamito nhận ra cô ấy là học viên của Học viện Tinh linh Areishia, cậu cho rằng cô thật táo bạo khi mà mặc quần lót màu đỏ. Claire chối bỏ và nói rằng mình chỉ mặc màu trắng, nhưng thật ra đó chỉ là Kamito đang gài cho cô tự khai ra mà thôi. Thấy cô ấy bật khóc vì mình đã trêu quá lố thì cậu xin lỗi. Sau đó đưa cho cô ấy xem lá thư và nói rằng cậu được hiệu trưởng của học viện này mời đến. Tiếp đó khi biết được Claire sắp đi lập khế ước với Trảm Yêu Thánh Kiếm, thứ vũ khí từng tiêu diệt quỷ vương, Kamito thấy tò mò nên đã đi theo. Bước vào bên trong nơi phong ấn thanh kiếm, Claire liền tiến đến thực hiện nghi thức thành lập giao ước. Tuy nhiên, thanh kiếm đã không chấp nhận cô. Sau đó nó còn trở nên mất kiểm soát và tấn công hai người. Claire quyết định sử dụng vũ lực để áp chế thanh kiếm. Nhưng kết quả là hỏa tinh linh Scarlett của cô bị đo nốt giữa bụng và tan biến, cho nên Kamito đành phải thực hiện nghi thức lập khế ước với thanh kiếm. Và bất ngờ là thanh kiếm đã chấp nhận cậu làm chủ nhân. Claire ngạc nhiên và hỏi Kamito, tại sao một nam nhân như cậu lại có thể lập khế ước với tinh linh? Nhưng Kamito biết rõ cậu không phải là trường hợp duy nhất, bởi vì 1.000 năm trước cũng có một nam tinh linh sứ xuất hiện. Người đó chính là quỷ vương Faker, quỷ vương Solomon, vì bị cướp mất tinh linh. Claire cho rằng Kamito phải chịu trách nhiệm cho việc đó, cô buộc Kamito phải trở thành tinh linh giao ước của mình, cô trói cậu lại và dẫn về học viện. Vì không biết tên nên cô chỉ toàn gọi Kamito là tên biến thái, cho nên cậu đã giới thiệu mình tên là Kazehaza Kamito. Và khi cô chỉ mới rời mắt khỏi cậu một chút thì cậu đã trốn thoát. Khi cậu đến trước phòng hiệu trưởng, Kamito đã nghe được cuộc hội thoại trong đó. Có một cô gái đang phản đối việc cho phép một nam nhân nhập học, cảm nhận được sự hiện diện thì cô đột nhiên xông ra tấn công Kamito. Cũng may được hiệu trưởng Greywood ngăn lại, cô nàng tên là Ellis, đội trưởng của đội kỵ sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ trường. Vào trong phòng, hiệu trưởng tiết lộ chuyện tinh linh giao ước của cậu trước đây là Restia vẫn còn sống, lợi dụng việc bản thân đang nắm giữ thông tin đó. Cô ép buộc Kamito phải gia nhập học viện. Sau đó cậu được Ellis dẫn đi tham quan xung quanh, và do học viện không có ký túc xá nam nên cậu được bố trí nơi ở kế bên chuồng ngựa, đã thế còn phải dùng chung phòng tắm với chúng. Cô đe dọa nếu Kamito dám hó hé đến phòng tắm nữ thì xác định bị cắt tờ jean, sau đó cô dẫn cậu đến phòng học, nơi tụ tập toàn bộ học sinh cá biệt. Vừa tạm biệt Ellis thì ngay lập tức cậu bị Claire bắt gặp và khống chế lại, nhưng một lần nữa cô bị Kamito trêu và tự khai ra màu của quần lót. Cô bật khóc và bảo rằng sẽ không thể nào lấy chồng được nữa. Kamito xin lỗi sau đó giải thích bản thân vừa nhập học vào học viện và cậu cũng đã đồng ý làm tinh linh khế ước với Claire. Khi Kamito vào trong lớp, các nữ sinh ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán về cậu. Thông tin về việc cậu đã lập khế ước với tinh linh trong rừng càng khiến cậu được chú ý hơn nữa. Thấy vậy Claire liền bước lên giới thiệu với mọi người rằng cậu chính là người hầu của cô. Tuy nhiên một nữ sinh tên Rinslet lại không nghĩ như vậy, nên đã đứng ra tranh giành với Claire. Hầu gái của Rinslet chạy đến can ngăn nhưng không may trượt ngã. Kamito lao vào đỡ thì bị hai quả đồi của cô đè muốn tắt thở. Tai nạn đó khiến cho các cô gái hiểu lầm cậu chính là một kẻ biến thái. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cậu trở về phòng và nhớ lại điều kiện của hiệu trưởng đưa ra. Để biết thêm thông tin về Restia thì cậu phải tham gia kiếm vũ và giành chiến thắng, bởi vì Greywood tin rằng chỉ có cậu mới đủ sức đánh bại Gena Sabel, kiếm vũ sư mạnh nhất hiện tại. Theo nguồn tin thì cô ta còn mang theo một nữ tinh linh bóng tối bên mình, và có thể đó chính là Restia. Trước đó, cô chủ nhiệm cho biết kiếm vũ là một nghi lễ được tổ chức thường niên trong ngũ đại tinh linh vương, một giải đấu lớn giữa các tinh linh sứ với nhau. Đất nước có người chiến thắng sẽ nhận được sự bảo hộ từ tinh linh vương trong một năm. Và mục tiêu chiến đấu của Kamito đó là vì Restia, vì đây là học viện dành cho quý tộc nên đồ ăn ở đây rất mắc. Kamito thì trên răng dưới rái, đành ngậm ngùi quay về ngủ cho xong. Đột nhiên Rinslet xuất hiện cùng với một dĩa đồ ăn. Ý định của cô chính là dụ dỗ Kamito trở thành người hầu. Cậu ngay lập tức đóng cửa lại và từ chối. Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc và tiếp tục mở lời chỉ cần cậu liếm chân cô thì cô sẽ cho cậu đồ ăn. Và sau nhiều lần dụ dỗ không thành thì cô vẫn để lại dĩa đồ ăn cho cậu. Kamito cảm ơn và hứa sẽ làm bạn với cô. Khi Rinslet định rời đi thì Claire xuất hiện cùng với một đống đồ hộp. Do bất đồng quan điểm nên sau đó hai người đã xảy ra một trận chiến. Kết quả là túp liều lý tưởng của Kamito sáng nhất đêm nay. Rinslet dùng những mũi tên băng để dập lửa nhưng vô tình thổi bay luôn căn nhà. Đúng lúc này Ellis xuất hiện trách vấn hai người vì dám đánh nhau trong khuôn viên trường. Không những thế, hai thành viên trong kỵ sĩ đoàn còn gọi Rinslet là quý tộc nhà quê và Claire là em gái của kẻ phản tặc. Chính điều này đã châm ngòi một cuộc đấu 3 với 3. Và Kamito sẽ là đồng đội của hai cô gái. Do túp lều đã không còn, nên Kamito được Claire cho ở ké trong ký túc xá nữ vì cậu được xem là tinh linh khế ước của cô. Trong lúc giúp Claire dọn dẹp, Kamito vô tình phát hiện một chiếc pantsu màu trắng. Và vì quá hốt hoảng nên cậu đành phải cho vào túi quần. Sau đó cô đưa thức ăn cho cậu nhưng chỉ toàn là đồ hộp vì cô không biết nấu ăn. Nên Kamito đành phải trổ tài còn Claire sẽ đi tắm. Tiếp đó trong lúc cậu chuẩn bị đồ ăn, Claire bất ngờ bị thủy tinh linh tấn công. Kamito nhanh chóng ra tay giải cứu và khoác áo cho cô. Claire rất biết ơn cho đến khi cậu đưa nhầm pantsu thay vì khăn tay cho cô. Và thế là một lần nữa cậu bị hiểu nhầm là kẻ biến thái. Trong bữa ăn sau đó, Kamito hỏi Claire tại sao lại mạo hiểm muốn lập khế ước với tinh linh kiếm. Ngay lập tức cô cho cậu xem một sợi dây chuyền có gia huy của gia tộc danh giá Elstein. Nhưng từ khi Rubia Elstein bị xem là kẻ phản tặc mang lại tai họa cho đế chế Ordesia thì gia tộc ấy đã mất đi vị thế. Và Claire chính là em gái của tinh linh tai họa ấy. Cũng vì thế mà cô cần sức mạnh để có thể gặp lại chị gái của mình và hỏi ra sự thật đằng sau vụ đó. Thông qua cổng dịch chuyển, hai người đã tiến vào tinh linh giới, một nơi giúp tinh linh xứ solo với nhau dù có bị thương cũng không hề hấn gì. Trên đường đến điểm hẹn, Claire bảo rằng Gena Sabel chính là thần tượng của cô khiến cho Kamito bối rối. Cô ấy còn là người đã giúp xóa đi tội lỗi mà chị cô mắc phải. Trận chiến bắt đầu, Ellis triệu hồi ra phong tinh linh tấn công Kamito nhưng cậu đã may mắn tránh được. Ngay lập tức cậu triệu hồi ra tinh linh kiếm để trả đòn nhưng hình dạng của nó hơi sai vì do cậu đã 3 năm không sử dụng sức mạnh giao ước. Hai cô nàng đồng đội của Ellis lúc đầu gáy rất to nhưng khi thực chiến lại không phải là đối thủ của Rinslet và Claire. Vì hàng của Kamito chỉ có 15 cm nên cậu sử dụng nó như một cái phi đao ném thẳng vào Ellis nhưng cô đã dễ dàng cản lại. Sau đó Ellis lệnh cho phong tinh linh của mình quay về dạng thương rồi lao vào tấn công Kamito. Đúng lúc này trên trời xuất hiện một tinh linh hắc ám, buộc bọn họ phải ngừng trận đấu lại. Chính Restia đã bí mật triệu hồi con tinh linh hắc ám kia. Cô bảo rằng sẽ làm cho Kamito nhớ lại mọi chuyện. Việc một con quái linh xuất hiện ở đây khiến cho bọn họ vô cùng khó hiểu. Ellis kêu mọi người hãy rút lui còn cô sẽ yểm trợ phía sau. Nhưng Claire từ chối vì cô muốn lập khế ước với tinh linh mạnh mẽ này, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mọi người. Claire điên cuồng lao vào tấn công con quái linh, nhưng nó chẳng hề nhận lấy một vết thương. Dù vậy cô vẫn cố chấp làm theo ý mình, dẫn đến việc hỏa tinh linh vì cứu cô mà đã bị con quái linh kia nuốt chửng. Không thể bỏ mặc cô ấy nên Kamito một lần nữa triệu hồi tinh linh kiếm. Nhưng dường như có một thứ gì đó ở tay còn lại đang cố ngăn cản cậu. Kamito vẫn không từ bỏ, cậu nhớ lại cảm giác khi xưa. Bởi cậu chính là kiếm vũ sư mạnh nhất Gena Sabel. Cậu làm chủ được thanh kiếm và thành công chém con quái linh kia ra làm đôi. Claire khóc lóc trách Kamito tại sao anh mạnh như vậy mà không ra tay sớm hơn. Cậu chỉ biết xin lỗi rồi sau đó ngất đi do lúc nãy sử dụng quá nhiều năng lượng. Và trong cơn mơ ấy, Kamito thấy lại cảnh hồi nhỏ lúc cậu đang được đào tạo thành một kẻ giết người không có cảm xúc. Sau đó cậu được chọn để trở thành chúa quỷ tiếp theo và Restia chính là tinh linh khế ước của cậu. Kamito tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Tiếp theo đó cậu thấy dưới chăn có gì đó động đậy. Mở ra thì cậu phát hiện một bé loli tóc trắng. Cô giới thiệu tên mình là S và còn liên tục gọi Kamito là chủ nhân, khiến cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc đó Rinslet và Carol bước vào. Cô đã tốt bụng lo lắng cho cậu, nên khi nhìn thấy Kamito đang lên giường với một cô gái khác nên cô rất tức giận. Rinslet triệu hồi tinh linh cho tấn công hai người, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Một tinh linh băng quỷ như ngươi mà dám chống đối thánh kiếm đã giết chúa quỷ ư? Đến lúc này bọn họ mới biết S chính là tinh linh khế ước của Kamito. Sau khi trở về phòng nhưng không nhìn thấy Claire, Kamito và S liền ra ngoài tìm kiếm. Trên đường đi Kamito đã xin lỗi S vì hiện tại cậu không thể đưa cô về dạng ấn ký. Sau đó S đã chỉ ra lý do khiến cậu không thể kết nối với ấn ký là vì trong vô thức cậu đang từ chối thực hiện giao ước với cô. Được biết, S đã từ chối hơn 30 tinh linh sứ và cô đã quyết định chọn Kamito là nhờ vào trực giác. Nhìn thấy bên cạnh Kamito lại xuất hiện một cô gái mới. Những nữ sinh trong học viện không khỏi bàn tán về độ sát gái của cậu, còn Ellis thì nghĩ rằng Kamito đang dụ dỗ con gái nhà lành nên đã không ngần ngại chĩa kiếm về phía cậu. Nhưng ngay lập tức lưỡi kiếm của cô bị S bẻ cong ngay lập tức khi biết S chính là tinh linh khế ước của Kamito. Ellis liền xin lỗi và nói rằng cô đã sai khi ghét Kamito chỉ vì cậu là nam giới Đồng thời cô cũng thừa nhận dáng vẻ của cậu khi chiến đấu với con quái linh rất chi là ngầu. Sau đó Kamito liền hỏi Ellis về những nơi mà Claire có thể đặt chân đến. Vì Claire đã mất đi tinh linh nên Ellis phán đoán rằng cô ấy có thể sẽ tham gia buổi lễ giao ước với tinh linh quân đội. Nghe vậy Kamito ngay lập tức chạy đến nơi đó, vì cậu biết rằng việc chiến đấu sẽ rất liều lĩnh, khi mà bên cạnh Claire giờ đây đã không còn tinh linh khế ước. Bên này, Claire bất ngờ được một cô gái bí ẩn trao cho tinh linh cuồng nộ Gaspens. Claire nhận lấy mà không nghĩ ngợi nhiều vì giờ đây cô rất cần sức mạnh. Trên đường chạy đến đấu trường, Kamito liền nghĩ về Rubia, chị gái của Claire, người đã khiến cho Claire phải mưu cầu sức mạnh. 4 năm trước, Rubia đã phản bội Hỏa Linh Vương, cướp đi hỏa tinh linh mạnh nhất và biến mất, làm Hỏa Linh Vương nổi giận nên đã ra tay nhấn chìm Ordesia trong biển lửa. Cũng vì thế mà người dân đã gọi cô với cái tên đầy căm phẫn là nữ hoàng tai họa. Kamito biết rằng những gì mà Claire đã trải qua sau sự kiện đó là vô cùng khắc nghiệt, nên cậu quyết định sẽ phải bảo vệ cô ấy kể từ lúc này, vì không có tinh linh khế ước nên Claire chẳng khác nào đang tự mình lao vào chỗ chết cả. Đột nhiên tinh linh cuồng nộ mà cô được cô gái bí ẩn trao cho lúc trước tự động xuất hiện, nó hắc hóa tất cả tinh linh đang có mặt trong đấu trường khiến chúng trở nên điên loạn, mất hết lý trí và sẽ liên tục chiến đấu với nhau cho đến chết. S cho biết con hắc miêu kia chính là hỏa tinh linh Scarlett của Claire, nó vốn dĩ chưa chết mà chỉ là tạm thời mất đi sức mạnh. Nhưng với tình trạng hiện giờ, việc nó biến mất thực sự chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếp theo đó Kamito liền mượn sức mạnh của S để đối đầu với con hắc miêu, đồng thời cậu tiếp cận đánh thức Claire tỉnh khỏi cơn lú, và rồi nhờ được Kamito thông não, cũng như biết được sự thật con hắc miêu kia chính là Scarlett, Claire cuối cùng cũng hiểu ra và đồng ý hợp tác với Kamito để giải cứu tinh linh của mình. Sau đó vì muốn hỗ trợ Kamito, Claire đã tự tấn công vào ấn ký trên tay, làm cho con hắc miêu đau đớn dữ dội. Nhân cơ hội đó Kamito đã thành công hóa giải sự cuồng nộ bên trong Scarlett, giúp nó trở về dáng vẻ cute ban đầu. Tiếp theo đó, khi Kamito đang hỏi về con tinh linh cuồng nộ kia thì Restia bất ngờ xuất hiện, cậu rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp lại cô ấy. Thế nhưng Restia đến đây với mục đích khác, cô đánh thức con tinh linh cấp quân sự sau đó làm nó rơi vào trạng thái cuồng loạn. Trước khi rời đi, Restia nói rằng cô chỉ đang làm những điều mà Kamito mong muốn. Nghe vậy Kamito tự trách bản thân vì đã khiến cho cô ấy thay đổi. Lúc này cậu không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa, nên suýt thì bị con tinh linh kia đè chết. Cũng may Claire kịp thời kéo cậu ra chỗ khác, và để giúp Kamito tỉnh táo lại thì cô đã tặng cho cậu một nụ hôn. Sau khi tỉnh khỏi cơn lú, hai người đã cùng nhau đuổi theo để ngăn chặn con tinh linh kia tiến vào thành phố. Khi đã bắt kịp nó, Kamito liền chém nó một nhát vào chân khiến nó dừng lại. Tiếp theo đó cậu nhảy lên cao đâm vào mắt nó khiến tinh linh cuồng nộ bên trong thoát ra ngoài, và nhờ có sự giúp sức của Claire, Kamito đã thành công chém con tinh linh kia đứt ra làm hai. Sau khi chứng kiến Kamito chiến đấu, Claire nhận ra những kỹ thuật của cậu giống y hệt Gena Sabel trong kiếm vũ 3 năm trước. Trong lúc Kamito bất tỉnh vì kiệt sức, một thanh niên tóc đỏ đã nở một nụ cười bí hiểm và sau đó rời đi. Một lần nữa cậu tỉnh dậy và phát hiện S không một mảnh vải che thân. Chỉ khác là lần này có đến tận 3 cô gái cùng hội đồng cậu, trên một chiếc xe ngựa đang tiến vào học viện. Một cô gái đang hồi tưởng về quá khứ 3 năm trước bên trong khu rừng thuộc tinh linh giới, khi đó cô bị một con mao cai tấn công. Cô cố gắng chống cự nhưng lại thất bại trong việc triều hội ra tinh linh của mình, và trong thời khắc nguy hiểm đó, Kamito xuất hiện và đã kịp thời giải cứu cô nàng. Sau khi tiêu diệt xong con tinh linh kia, Kamito tiến lại hỏi về tình trạng của cô, tuy nhiên điều đó lại khiến cô nhận ra cậu chính là Gena Sabel sau khi nhìn thấy thanh kiếm, nhưng cô hứa sẽ giữ bí mật cho cậu. Trước khi chia tay thì hai người đã có một lời hẹn sẽ gặp lại nhau, nhưng Kamito đã quên đi lời thề đó. Vì thế khi nghe tin cậu đang ở Areishia, cô đã lặn lội tìm đến và quyết tâm sẽ không để Kamito chạy thoát một lần nữa, vẫn là những pha thức dậy bá đạo của Kamito. Lần này cậu vô tình chạm 2 quả táo đang phát triển của S. Scarlett phát hiện nên đã giận dữ đến gần la mắng anh, nhưng vô tình để lộ phần dưới nên Kamito lại được thêm một dịp thưởng thức lửa của Scarlett. Trong khoảng thời gian này, học viện cũng đã bắt đầu tiến hành tổ chức những trận đấu đội để chọn ra 3 đại diện mạnh nhất tham gia kiếm vũ vào 2 tháng tới. Tuy nhiên do thiếu thành viên, Kamito với Claire không thể nào đấu lại đối thủ khi mà họ sử dụng chiến thuật câu giờ. Khi bọn họ đang ngồi ăn trưa trong sự cay cú thì Rinslet xuất hiện. Cô ấy muốn cùng ăn trưa với họ nhưng không dám thành thật vì cái tính tsundere của mình. Ngay lập tức Kamito liền ga lăng mở lời mời cô trước. Được biết, đội của Rinslet cũng đang gặp vấn đề. Cô đã thử lập đội nhưng những đồng đội của cô không được như kỳ vọng nên nhóm đã tan rã. Nghe vậy Kamito liền đề xuất mời cô ấy vào nhóm, nhưng thương vụ này đã không thành vì cái tôi quá lớn của hai cô gái. Tiếp theo đó Ellis xuất hiện và muốn mời Kamito vào nhóm. Kamito biết rằng nếu gia nhập đội của cô ấy thì cậu sẽ dễ dàng có slot tham dự kiếm vũ, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn Claire và từ chối lời đề nghị của Ellis. Trước khi rời đi, Ellis báo lại rằng hiệu trưởng đang có việc tìm Kamito. Lúc này, Kamito cũng đã có mặt tại phòng hiệu trưởng, bà ấy nhận xét rằng cậu đã yếu đi rất nhiều so với 3 năm trước và khuyên cậu hãy buông bỏ Restia, nhưng Kamito đã bỏ ngoài tai những lời đó và bảo rằng đó là việc riêng của cậu nên không cần bà ấy phải quan tâm. Hiệu trưởng gọi Kamito đến không chỉ vì chuyện này, mà bà muốn cho cậu gặp mặt một học viên mới, chính là cô nàng tóc tím lúc sáng, và thật đáng buồn thay khi mà Kamito đã không thể nhận ra cô. Sau đó hiệu trưởng giới thiệu cô gái này chính là Fianna, đệ nhị công chúa của đế quốc Ordesia, và bà hiệu trưởng đã nhờ cậu làm vệ sĩ riêng cho cô ấy. Cùng lúc đó tại một quán nước view sông, tên tóc đỏ đang ngồi bàn chuyện với Restia về một thứ gì đó đang bị phong ấn cực kỳ phức tạp bên trong khu khai khoáng. Và tên này nói rằng sẽ giúp Restia đánh cắp tài liệu giải ấn đang được cất giữ bên trong học viện để chứng minh rằng hắn mới chính là người thừa kế quỷ vương. Quay lại với phòng hiệu trưởng. Tuy không hiểu sao một công chúa của đế quốc lại có mặt ở đây, Kamito vẫn hành lễ cho đúng nghi thức nhưng cô ấy lại bảo cậu không cần phải làm như vậy bởi vì cô chỉ là một nữ hoàng thất thế. Hiệu trưởng ngay lập tức giải thích cho điều này. Vào 4 năm trước, khi thần hộ cố gắng đưa Fianna lên thay thế Rubia để kiềm chế cơn giận của Hỏa Linh Vương, thì cô lại chọn cách rút lui khỏi vị trí ứng cử mà không có lý do cụ thể, nên sự tồn tại của cô từ lâu đã bị hoàng gia xóa bỏ, buộc cô rút lui khỏi chuyện chính sự. Sau đó hiệu trưởng lệnh cho Kamito tham gia một nhiệm vụ cấp S, đó là cậu phải đi thám thính khu mỏ đã bị bỏ hoang, nhưng dạo gần đây đã xuất hiện những cơn địa chấn kỳ lạ. Hiệu trưởng rất chú trọng vào khu mỏ này là do ở dưới đó đang phong ấn một con tinh linh cấp chiến lược, thứ vũ khí hủy diệt có khả năng thổi bay cả một thành phố chỉ trong nháy mắt. Vì khả năng dùng tinh linh thần vũ để gia cố phong ấn của Fianna ở mức thông thạo 7, nên hiệu trưởng muốn Kamito làm vệ sĩ đưa cô ấy đến đó để kiểm tra. Nhưng Kamito nói rằng mình không thể tự đưa ra quyết định mà còn phải hỏi ý kiến của Claire. Sau đó cậu cùng với Fianna rời khỏi phòng hiệu trưởng. Những nữ sinh lại có dịp bàn tán về Kamito khi nhìn thấy bên cậu lại xuất hiện một bông hồng mới. Bọn họ còn gọi cậu với cái biệt danh quỷ vương trên giường, nhưng Fianna không hề để tâm đến chuyện này. Cô còn mạnh dạn tiến sát vào và sau đó gọi cậu với cái tên Gena Sabel khiến cho cậu thật sự hoảng hốt. Tiếp theo đó hai người đã cùng nhau trở về ký túc xá. Biết tin phòng mình có một cô gái khác được nhà trường phân vào ở chung khiến Claire rất khó chịu. Đã thế Fianna còn lệnh cho Claire dọn dẹp phòng. Ngay lập tức Kamito cũng hùa theo. Tất cả là để cô ấy giữ bí mật về việc cậu chính là Gena Sabel. Fianna hành Claire như vậy do cô ấy là em gái của Rubia. Tiếp theo đó khi hay tin Claire đã từng hôn Kamito thì Fianna nổi giận. Ngay lập tức cô thách đấu Claire trong một cuộc thi nấu ăn để giành lấy Kamito, và vẫn như thường lệ, Claire mang ra những dĩa đồ ăn đã cháy đen cho mọi người thưởng thức, thứ mà chỉ có mỗi Scarlett là có thể nuốt nổi. Tưởng rằng người đưa ra lời thách đấu thì kỹ năng nấu nướng đỉnh lắm, nhưng khi vừa nếm thử một miếng, Claire đã gục xuống bàn ngay lập tức. Tối đó, khi Kamito đang tắm thì đột nhiên Fianna bước vào, cô cho Kamito xem đồ bơi của mình sau đó đề nghị được kỳ lưng cho cậu. Claire đang ngủ bỗng nghe tiếng động nên đã thức giấc. Cô bước vào thì phát hiện hai người đang va chạm xác thịt với nhau, sau đó vì không muốn bị vượt mặt nên Claire cũng tham gia chung. Sau đó, S báo rằng bên ngoài đang có chuyện gì đó xảy ra, chính là tên tóc đỏ đang tấn công học viện, các kỵ sĩ đoàn điều đã bị hắn hạ gục chỉ còn mỗi Ellis đang chống cự. Trong tình thế nguy hiểm đó, Claire và Kamito đến kịp và cứu cô một mạng, được biết, hắn ta cũng là một nam tinh linh sứ và còn có tận 2 tinh linh khế ước. Do hắn đã hoàn thành mục đích đánh cắp tài liệu bị phong ấn, cho nên sau đó hắn đã bỏ trốn vào rừng, mọi người nhanh chóng truy đuổi nhưng chỉ có Kamito là theo kịp. Trong trận đấu tay đôi sau đó, tên tóc đỏ bất ngờ triệu hồi ra tinh linh giao ước thứ 3 để chiến đấu khiến cho Kamito vô cùng kinh ngạc, hắn giới thiệu tên mình là Izagi, hậu duệ thật sự của chúa quỷ Solomon, người sở hữu 72 tinh linh khế ước, sau đó vì mất cảnh giác do lo lắng cho Claire, Kamito bị hắn khống chế lại. Nhưng cũng may Fianna xuất hiện giúp cậu thoát khỏi lưỡi gươm của hắn, Izagi tức giận vì bị cản trở. Hắn liền triệu hồi một ngọn giáo ném về phía Fianna, nhưng cũng may Kamito kịp thời che chắn cho cô. Lúc này nhóm cứu viện cũng đã chạy đến nơi, nên Izagi đành phải rời đi. Restia từ xa đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô mỉm cười sau đó lặng lẽ rời đi. Sau buổi tối Izagi tập kích đánh cắp tài liệu phong ấn. Kamito đã đến phòng Fianna cảm ơn cô vì đã dùng một thứ đắt đỏ như tinh linh bảo thạch để cứu cậu. Nghe vậy thì trong lòng cô lúc này cảm thấy rất có lỗi vì bản thân đang chỉ cố lợi dụng Kamito. Tiếp đó Kamito bảo rằng đang có chuyện muốn nói với Fianna. Nhận ra Claire đang nghe lén thì cô đã nói to rằng Kamito muốn nói chuyện riêng với mình mà không muốn Claire biết ư. Claire nghe vậy liền đạp cửa xông vào muốn tẩn Kamito một trận nhưng cậu đã nhanh chân bế Fianna đi chỗ khác. Đúng lúc này Rinslet đang đi dạo ở dưới, nên đã nhìn thấy Kamito đang sánh bước với Fianna. Tiếp đó là nhìn thấy Claire đang lủi thủi một mình và lẩm bẩm bảo ngực chỉ là đống mỡ thừa. Rinslet tiếp cận và nói cho Claire biết Kamito đã cùng một cô gái khác đi vào rừng nhưng Claire bảo rằng không quan tâm. Thế nhưng sau đó cô đã bỏ hết sĩ diện và hỏi Rinslet cách tăng kích cỡ vòng 1. Rinslet cũng rất sẵn lòng chỉ Claire một phương pháp cực kỳ uy tín nhưng với một điều kiện. Bên này, Kamito hỏi Fianna tại sao biết thân phận Gena Sabel của mình thì cô ấy đã đưa ra gợi ý. Và cho đến gợi ý thứ ba thì cậu cuối cùng cũng nhận ra Fianna là cô gái cậu đã cứu 3 năm trước. Tiếp đó cậu hỏi mục đích của cô khi mà chuyển đến học viện này. Fianna nghe xong cũng không vòng vo mà thẳng thắn trả lời rằng mình đến đây là để vào trung đội với Kamito tham gia kiếm vũ. Bởi Fianna tin rằng việc trở thành đồng đội của Gena Sabel sẽ giúp cô dễ dàng giành được chiến thắng, từ đó khôi phục lại địa vị và danh dự của bản thân. Bên này, điều kiện mà Rinslet đưa ra đó chính là muốn được tham gia nhiệm vụ khám phá khu mỏ. Có như vậy thì cô ấy mới chỉ Claire cách cải thiện kích cỡ vòng 1. Cùng lúc đó, Fianna thấy Kamito nghe xong mục đích của mình mà không hề nổi giận. Cô đang thắc mắc thì Kamito nói rằng bản thân đã quen với việc bị các cô gái xung quanh lợi dụng. Đúng lúc này Ellis đi ngang qua phát hiện ra hai người, đã thấy Fianna còn cố tình thân mật với Kamito khiến cho Ellis tức điên lên. Sau đó cô nhân danh đội trưởng đội kỵ sĩ muốn trừng phạt Kamito nhưng bị đồng đội cản lại. Tiếp đó khi biết được nhóm của Ellis đang trên đường đi đến khu mỏ để truy bắt Izagi, Kamito đã đề nghị hợp tác nhưng Ellis không đồng ý. Vì cô cho rằng kỵ sĩ đoàn phải tự làm việc này để lấy lại thanh danh, do trước đó Claire được Rinslet chỉ bảo rằng muốn ngực to lên là phải cho người mình yêu xoa bóp. Nên giờ đây Claire đang tưởng tượng được Kamito nhào nặn vòng 1 của mình, sau đó còn tự thử nghiệm xem bản thân tự làm liệu có hiệu quả hay không. Nhưng bất ngờ Kamito mở cửa vào và bắt gặp chuyện đó, khiến anh đứng hình mất 5 giây sau đó tự giác rời đi trả lại không gian riêng tư cho Claire. Cuối cùng thời điểm bọn họ phải đi làm nhiệm vụ ở khu mỏ cũng đã tới, sự xuất hiện của Rinslet khiến Kamito rất bất ngờ. Nhưng thấy Claire không phản đối nên cậu cũng không ý kiến, ngay sau đó Fianna cũng đã đến nơi tập trung, cô còn danh mãnh lấy cớ không biết cưỡi ngựa để được ngồi sau Kamito. Làm cho hai cô gái còn lại cảm thấy rất bất mãn, khi đã đến khu mỏ, Fianna nhận ra là đã có ai đó đã thực hiện nghi lễ giải ấn ở đây. Tiếp đó một chấn động đã xảy ra, và khi họ hướng về đó thì phát hiện nhóm của Ellis đang bị Izagi cho ăn hành ngập mồm. Khi Kamito lao lên hỗ trợ, Izagi ngay lập tức triệu hồi một tinh linh sau đó thả ra khí độc khiến cả nhóm bị tê liệt, bằng tất cả sức lực cuối cùng. Ellis đã cố gắng sử dụng phong tinh linh thổi bay toàn bộ khí độc, giúp cho mọi người thoát khỏi khống chế. Nắm lấy thời cơ, Kamito lao lên chém nát hai tinh linh vũ khí của Izagi. Claire và Rinslet cũng ra tay hỗ trợ, nhưng Izagi vẫn có thể dễ dàng chống lại mọi đòn tấn công, nhờ vào số tinh linh gần như là vô tận của hắn ta. Tuy nhiên sau đó cây hàng của Kamito đã bị teo lại do anh sử dụng quá nhiều năng lượng, nhân cơ hội đó Izagi đã tung chiêu về phía các cô gái. Do Kamito quyết định đứng lại che chắn nên đã khiến cho bản thân bị thương, sau đó Izagi định sẽ sử dụng tinh linh mạnh nhất của mình để kết liễu Kamito. Nhưng bất ngờ Fianna điều khiển một tinh thể màu đỏ đánh bay đòn tấn công của hắn, tuy nhiên Izagi đã bỏ trốn sau đòn tấn công đó, Fianna cho biết. Tinh thể mà cô sử dụng lúc nãy chính là huyết thạch, máu của tinh linh vương, và nó có khả năng chứa đựng sức mạnh của những tinh linh cao cấp để sử dụng lúc cần. Đột nhiên Fianna bị phát hiện ra là cô đã độn ngực, nên cô đã thành thật trả lời rằng mục đích là để dễ dàng cất giữ huyết thạch trong đó. Và một phần là cô nghe rằng con trai rất thích những cô gái ngực bự, sau đó Kamito liền bảo cũng có nhiều người thích ngực nhỏ. Nghe vậy Claire liền mừng rỡ nhưng cho đến khi Kamito bảo là có còn hơn không thì nụ cười ấy đã tắt. Được biết Fianna vốn định sử dụng huyết thạch này như là một vũ khí bí mật cho kiếm vũ. Mất đi huyết thạch, Fianna quyết định nói cho Kamito và Claire biết lý do cô đã không thể triệu hồi tinh linh khế ước. Đó là kể từ sau trận chiến giữa cô và Rubia 4 năm trước, điều này đã khiến Fianna mất đi thân phận tinh linh công chúa, đồng thời bị xóa tên khỏi dòng dõi quý tộc. Và việc cô có thể vượt qua kỳ thi đầu vào cũng là nhờ gian lận sử dụng tinh linh thạch được giấu trong tay áo. Cô làm tất cả chuyện đó là vì muốn được ở chung đội với Kamito. Sau khi nói ra những bí mật này, Fianna nghĩ rằng Kamito sẽ không đồng ý cho một người không thể sử dụng sức mạnh tinh linh gia nhập đội. Thế nhưng Kamito lại nói rằng, vào lúc Fianna bất chấp nguy hiểm để cứu hai người họ, thì cô đã là một phần của đội hỏa miêu. Đúng lúc này hang động bất chợt rung chuyển. Fianna bảo rằng bọn họ cần phải nhanh chóng tìm đến tế đàn để ngăn Izagi thả dốc Mungan, con tinh linh nguy hiểm đang được phong ấn tại đây. Lúc này, nhóm của Ellis vẫn chưa thể cử động được, nên Rinslet quyết định ở lại chăm sóc cho bọn họ. Sau đó, khi mọi người đang gặp khó, thì bất ngờ S bảo rằng biết vị trí của tế đàn, rồi yêu cầu Kamito phải xoa đầu khen thưởng thì cô mới dẫn mọi người đến đó. Nhìn thấy cảnh này làm cho Claire với Fianna cảm thấy rất ghen tị. Hai người cho rằng Kamito chỉ dịu dàng với mỗi cô bé. Khi đã đến tế đàn, Fianna bảo rằng cần thanh tẩy cơ thể trước khi ra cố phong ấn và Claire cũng muốn tắm rửa một chút, nên Kamito đành phải đứng chờ ở ngoài. Tuy nhiên không lâu sau đó, cậu cảm nhận được sự hiện diện của Izagi, hai người tấn công nhau một cách dồn dập. Sau đó Kamito thành công đánh nát thanh kiếm của Izagi và nắm cổ hắn ấn xuống đất. Sau đó đành phải lui lại vì biết đó là bẫy. Dựa vào chiêu thức của hắn, Kamito nhận ra Izagi cũng xuất thân từ học viện đào tạo sát thủ giống như cậu. Izagi không phủ nhận điều đó, thậm chí hắn ta còn tự hào bản thân là mẫu vật thành công đầu tiên trong thí nghiệm hồi sinh quỷ vương. Nghe vậy Kamito chỉ thấy buồn cười, vì giờ cậu đã nhận ra những tinh linh mà Izagi sử dụng chỉ toàn là dạng bị phong ấn. Vì vậy hắn ta còn không thật sự là một tinh linh sứ, chứ đừng nói đến việc lập giao ước với 72 tinh linh như chúa quỷ Solomon đã từng làm cách đây 1000 năm. Tức giận vì bị vạch trần, Izagi triệu hồi ra một tinh linh có tên là Bages, nhưng nó không có tác dụng với Kamito. Cậu nói rằng lửa của Claire còn nóng hơn nhiều. Bị dồn đến đường cùng, hắn lấy ra một viên huyết thạch làm ăn mòn S. Kamito vì thế mà bị phân tâm nên đã bị hắn đâm vào bụng. Dù vậy Kamito vẫn rất bình tĩnh, vì cậu biết mình vẫn còn những người đồng đội. Sau khi đã gia cố phong ấn, Fianna bước ra từ bên trong tế đàn, sau đó thực hiện tinh linh vũ thức, làm cho tất cả tinh linh phong ấn trên người Izagi trở nên mất kiểm soát, khiến hắn mất đi toàn bộ sức mạnh. Sau đó Restia bất ngờ xuất hiện, đồng ý cho Izagi sử dụng cô để chiến đấu với hy vọng sẽ làm cho Kamito thức tỉnh, có được nguồn sức mạnh mới. Hắn ta liền phóng ra một nguồn năng lượng hướng về phía Fianna, khiến Kamito phải sử dụng thân mình để che chắn cho cô ấy. Nhìn thấy Kamito vì mình mà bị thương, Fianna quyết tâm sẽ bảo vệ người mà cô yêu cho bằng được. Với sự quyết tâm đó, cuối cùng cô cũng đã thành công triệu hồi ra tinh linh khế ước thánh linh hiệp sĩ của mình. Những đòn tấn công của Izagi sau đó đều đã bị tinh linh của Fianna vô hiệu hóa. Tiếp đó ba người đã hợp sức lại và đã thành công đánh đập Izagi như một con cờ hó. Kamito sau đó thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu cứ ngỡ S lại chui vào trong chân của mình, nhưng khi mở ra thì bất ngờ đó lại chính là Fianna. Cô bảo rằng đây là phương pháp đặc biệt của vu nữ giúp tinh linh sứ hồi phục năng lượng. Quay trở về 3 năm trước, Ellis lúc này đang ngồi quan sát trận đấu giữa chị cô và Gena Sabel. Thế rồi khi nhìn thấy người chị gái của mình bị đánh bại trong nháy mắt, Ellis đã coi Gen là thần tượng kể từ thời điểm đó. Sáng hôm nay thức dậy, Kamito cảm thấy thật thoải mái khi không có ai lẻn vào trong chăn. Nhưng cậu lại nghe tiếng động phát ra từ trong bếp. Thì ra Claire với Fianna đang làm sô-cô-la nhân dịp Valentine. Fianna còn cho thịt kỳ nhông nướng vào với ý định biến Kamito trở thành quỷ vương trên giường. Còn Claire thì vẫn giữ phong độ với những cục than của mình. Tiếp đó Kamito bước vào hỏi hai người đang làm gì. Thì câu trả lời của Claire đó là đang làm sô-cô-la tình bạn. Tiếp đó cô mời Kamito thưởng thức những cục than của mình. Còn Fianna thì chơi trội hơn, mời cậu bằng cách kẹp chiếc bánh vào hai khe núi của mình. Đến với chùm cuối S thì cô bé đã xịt thẳng sô-cô-la lên người và cho Kamito liếm. Đúng lúc đó Ellis đạp cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh hư hỏng đó nên đã ra tay trừng phạt Kamito mà không để cậu có một cơ hội giải thích. Bên này, cô chủ nhiệm đang báo cáo cho hiệu trưởng Greywood hai chuyện. Thứ nhất đó là một kẻ được gọi là thương nhân sát thủ đã lẻn vào học viện và bán nguyền ấn cho các học sinh. Chuyện cuối cùng đó là người chị gái Velsaria của Ellis đã quay trở về sau khi đã một mình tiêu diệt hết đám tinh linh cao cấp chỉ trong vài tuần. Sau khi Fianna đã lấy lại được tinh linh khế ước, đội hỏa miêu đã dễ dàng giành được những chiến thắng liên tiếp dù vẫn chưa có đủ thành viên. Và đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là đội xếp hạng 3 của Ellis. Do đội của Ellis có 2 thành viên vẫn chưa hồi phục sau trận chiến ở khu mỏ, vậy nên đội tiếp theo mà họ phải đối đầu có thể là đội đứng thứ 2 hoặc đội đứng đầu của Velsaria. Claire không muốn đối đầu với cô ấy chút nào, vì Velsaria chính là tinh linh sứ mạnh nhất học viện. Sau đó Fianna đưa ra đề xuất hãy cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng. Claire đồng ý với đề xuất ấy, nhưng sau đó cô lại bị Fianna cà khịa. Fianna nói rằng mọi chất dinh dưỡng trong ngực Claire đều truyền cho tinh linh khế ước hết. Nghe vậy Claire liền hỏi Scarlett có thật là như vậy không? Nó lắc đầu lia lịa vì bị vu khống rồi sau đó bỏ chạy. Tiếp đó Rinslet cũng có mặt, nghe mọi người chuẩn bị đi ăn nên cô đã đề xuất đến một nhà hàng trong thị trấn. Mọi chi phí Rinslet sẽ lo tất, nhưng bữa ăn đành phải rời lại vì Kamito bận phải đi học phụ đạo. Bước vào phòng học, Kamito khá bất ngờ khi thấy Ellis cũng có mặt ở đây. Thì ra vì quá bận rộn với công việc của kỵ sĩ đoàn nên đã khiến cô trượt môn. Tiếp đó khi thấy Ellis định học thuộc cả cuốn sách, Kamito liền chỉ ra những ý chính cho cô. Thấy cách giải thích của Kamito khá dễ hiểu, nên sau đó Ellis đã nhờ cậu dạy kèm cho cô. Thế là cả hai hẹn gặp nhau lúc 5 giờ tại hoa viên. Đến giờ học, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu giảng dạy về nguyền ấn, một dạng ấn ký tinh linh nhân tạo, không chỉ dùng để phong ấn mà còn từ từ hấp thu năng lượng của tinh linh. Và Ellis cũng nói cho Kamito biết rằng đã có một kẻ bí ẩn lẻn vào học viện để bán nguyền ấn cho các học sinh. Sau khi kết thúc buổi học, Kamito và các cô gái đã cùng nhau đến nhà hàng để dùng bữa. Trên đường đi, cậu phát hiện Claire có vẻ chú ý đến một sợi dây chuyền hình con mèo. Sau đó nhờ Rinslet mà Kamito biết ngày mai chính là sinh nhật của Claire. Lúc ở quán ăn, Sự nuông chiều của Kamito đối với S khiến cho các cô gái còn lại cảm thấy thật ghen tị. Cách đó không xa, một cô bồi bàn tóc xanh đang dành sự chú ý đặc biệt cho nhóm bọn họ. Đến giờ hẹn, Ellis không còn muốn đến thư viện nữa, mà cô đã đề xuất Kamito hãy về phòng của mình để học. Về đến phòng, Ellis cho Kamito ngồi đợi còn cô sẽ vào chuẩn bị. Lúc này, Kamito nhìn thấy bức hình thân phận Gena Sabel của mình và quyết tâm sẽ không bao giờ để cho Ellis biết sự thật vì sợ phá hoại giấc mơ của cô ấy. Tiếp đó cậu còn nhìn thấy hình của Ellis và chị gái. Kamito cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp lúc nào. Sau đó, Ellis đã diện cho mình một bộ đồ hầu gái và thay mặt kỵ sĩ đoàn nói lời cảm ơn Kamito. Vì nghe hai đứa bạn bảo con trai bị hấp dẫn bởi trang phục hầu gái nên Ellis mới làm theo. Đã thế cô còn gọi Kamito là chủ nhân, rồi nấu cho cậu một bữa thịnh soạn. Sau đó hai người xuống vườn hoa nói chuyện. Lúc này Ellis đã mở lời mời Kamito gia nhập kỵ sĩ đoàn, vì bọn họ đang gặp khó khăn khi có tận 7 người bị thương sau lần Izagi tập kích thư viện. Sau đó, do cậu muốn giúp Ellis, một phần là do đang cần tiền, nên Kamito đã đồng ý với lời mời đó. Tiếp đó cậu ngại ngùng xin Ellis ứng trước tiền công cho mình. Kamito về đến phòng thì thấy Claire vẫn đang miệt mài tập làm sô-cô-la vì cô muốn tạo ra một chiếc bánh có hương vị ngọt ngào nhất cho người mình thích. Thế nhưng Kamito lại không nhận ra điều này, còn hồn nhiên khoe rằng vừa mới được ăn đồ tự nấu rất ngon của Ellis tại phòng cô ấy. Và cả việc anh đã gia nhập kỵ sĩ đoàn mà không hỏi ý, làm Claire thật sự bị tổn thương, nên đã hét vào mặt Kamito, đuổi cậu lo mà đi tìm mấy bộ ngực to tròn ngoài kia. Sau một đêm ngủ bờ ngủ bụi, Kamito đi đến trụ sở của kỵ sĩ đoàn, thì thấy Ellis đang phổ biến nhiệm vụ bảo vệ lễ hội Valentine cho các thành viên dưới trướng. Tuy nhiên cậu nhận thấy rằng có một số người không hề tôn trọng cô ấy. Sau đó khi Ellis giới thiệu Kamito với mọi người, chị gái Velsaria của cô bất ngờ xuất hiện rồi liên tục nhục mạ các thành viên trong kỵ sĩ đoàn, làm cho Ellis cảm thấy rất tức giận. Chưa dừng lại ở đó, để thử năng lực của Kamito, Velsaria đã tung một đòn hướng về cậu và các cô gái trong đội kỵ sĩ, rồi cô chọn ra những người có thể đứng dậy sau đòn tấn công đó vào đội của mình. Kamito thì từ chối, vì cậu đã là thành viên của đội hỏa miêu. Sau đó Kamito đã cùng với các cô gái trong đội kỵ sĩ đi làm nhiệm vụ trong thị trấn. Trong quá trình đó, Ellis cũng nói với Kamito về việc kỵ sĩ đoàn đã từng rất mạnh dưới sự lãnh đạo của chị gái cô. Tuy nhiên cách làm cực đoan của Velsaria đã gây ra sự bất mãn không nhỏ trong học viện, nên cuối cùng cô ấy đã bị trục xuất ra khỏi kỵ sĩ đoàn. Ellis còn nói thêm rằng dù trước đây Velsaria rất nghiêm khắc, nhưng chưa một lần sử dụng sức mạnh để làm tổn thương bất kỳ ai. Vậy nên việc làm hôm nay của Velsaria đã khiến cô rất thất vọng. Sau những phút giây làm việc mệt mỏi, bọn họ đã ngồi lại cùng nhau dùng bữa. Sau đó khi chuẩn bị thưởng thức đồ ăn của Ellis, Kamito bất chợt nhìn thấy Scarlett đang lởn vởn gần đó. Cậu liền đuổi theo và đã bắt gặp Claire. Tiếp đó Claire nói rằng mình đang rảnh, nên đã bảo Kamito hãy bao mình đi ăn gì đó thì cô sẽ tha thứ chuyện hôm qua. Tuy nhiên Kamito đã từ chối, vì cậu vẫn đang bận làm nhiệm vụ của kỵ sĩ đoàn. Cộng thêm việc Ellis xuất hiện sau đó đã khiến Claire không thể kiềm chế được mà đã ném sô-cô-la vào người Kamito, rồi sau đó quay mặt chạy đi. Cùng lúc đó, hai nữ sinh từng là bại tướng của Claire định chạy theo trả thù thì bị cô gái tóc xanh giữ lại, rồi dụ dỗ hai người sử dụng nguyền ấn để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, cô gái tóc xanh cũng đến dụ dỗ Claire sử dụng nguyền ấn. Thế nhưng khi nghĩ đến Kamito, cô biết mình không cần thứ sức mạnh vay mượn này. Đồng thời cô cũng đoán ra, cô gái tóc xanh này chính là thương nhân sát thủ đang được mọi người đồn đại. Thấy Claire không chịu hợp tác, tóc xanh liền gọi ra hai nữ sinh đang bị khống chế bởi nguyền ấn, để ép Claire tham gia vào cuộc thử nghiệm của cô ta. Cùng lúc đó ở bên trong thành phố, khi được Kamito hỏi về lý do trở thành kỵ sĩ, Ellis đã trả lời rằng cô muốn được giống như chị gái của mình, bởi vì Velsaria từng là một kỵ sĩ tuyệt vời. Thế nhưng tất cả đã bị thay đổi kể từ chị ấy thất bại ở kiếm vũ 3 năm trước. Velsaria như bị thứ gì đó chi phối, chỉ biết điên cuồng mưu cầu sức mạnh. Dù vậy Ellis vẫn mang lòng ngưỡng mộ người đã đánh bại chị gái mình, bởi vì cô cảm nhận được Gena Sabel đang chiến đấu vì người khác, chứ không phải cho bản thân cô ấy. Sau đó Kamito bất chợt nhìn thấy cửa hàng trang sức hôm trước, nên đã cùng Ellis đi vào đó mua quà sinh nhật cho Claire. Vừa bước ra bên ngoài, hai người nghe tiếng nổ lớn liền chạy đến xem thử, thì thấy một con tinh linh bị mất kiểm soát đang tấn công một đứa trẻ. Kamito ngay lập tức chạy đến giải cứu nhưng không may cậu đã bị nó xiên một nhát vào người. Tiếp đó, biết thuộc tính của Ellis bị khắc chế bởi con tinh linh này, nên Kamito vẫn sẽ phải đảm nhận việc tấn công. Tuy nhiên đòn tấn công của cậu không đủ mạnh để tiêu diệt nó. Lúc này Claire bất ngờ xuất hiện và kéo theo một tinh linh mất kiểm soát khác nữa. Tiếp đó khi ba người chuẩn bị hợp sức lại tiêu diệt hai con tinh linh kia, thì một dàn hỏa lực cực mạnh bất ngờ đổ ập xuống tiêu diệt hai con tinh linh, đồng thời cũng thổi bay thị trấn, khiến cho rất nhiều người dân bị thương. Và người gây ra vụ việc này chính là Velsaria. Cô ấy còn không thèm để ý đến những người mà mình đã làm bị thương. Velsaria còn lên tiếng nói rằng Ellis quá yếu đuối để làm kỵ sĩ, không đồng ý với nhận định này. Kamito liền lên tiếng phản bác thì bị Velsaria đánh cho bất tỉnh. Sau đó, lúc Kamito vừa mới tỉnh lại thì Claire cũng mở cửa bước vào phòng. Tiếp đó Kamito liền lấy ra món quà sinh nhật mà cậu đã mua và tặng nó cho Claire. Biết Kamito gia nhập kỵ sĩ đoàn là để có tiền mua cho mình sợi dây chuyền này thì Claire rất cảm động và sau đó cô xin lỗi Kamito vì đã nổi giận vô cớ. Hai người đang tình cảm thì Fianna bước vào chen ngang, cô thông báo đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là đội của Velsaria. Nghe vậy Kamito muốn tự tay đánh bại Velsaria để làm cho cô ấy sáng mắt ra, nhưng Claire với Fianna không đồng ý cho cậu xuất chiến vì sợ ảnh hưởng đến vết thương. Đúng lúc này Rinslet bước vào sau khi nghe hết câu chuyện. Kamito liền lên tiếng mời Rinslet vào đội hỏa miêu và không nghĩ nhiều, Rinslet đã đồng ý ngay lập tức. Tiếp đó, với sự nhờ vả của hai cô gái trong đội Ellis, Claire đã đến phòng và giúp Ellis thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực do những lời của Velsaria nói trước đó. Rồi cô mời Ellis gia nhập đội hỏa miêu. Ban đầu Ellis không nhận lời vì đã có nhóm, nhưng hai người đồng đội của cô đã bước vào và nói rằng họ sẽ không thể hồi phục trước trận đấu sắp tới, cho nên hai người muốn Ellis gia nhập vào đội hỏa miêu để chiến đấu thay cả phần của họ. Tối đó khi Velsaria đang nghĩ về việc sắp được tái đấu với Gena Sabel, thì cô gái tóc xanh bất ngờ xuất hiện rồi đưa ra cảnh báo. Velsaria sẽ chết sau vài năm nữa nếu cứ để nguyền ấn ăn mòn trái tim, nhưng Velsaria không quan tâm chuyện đó, vì cô chỉ cần sống thêm 2 tuần để tham gia kiếm vũ thôi là đủ. Thời điểm diễn ra trận đấu cũng đã tới, Kamito vì bị thương nên đành phải ngồi ở ghế khán giả sau khi tiến vào tinh linh giới. Velsaria đơn độc xuất hiện rồi nã pháo vào người các cô gái, nhưng đã bị Rinslet sử dụng đại băng tiễn cản lại. Đồng thời cô cũng liên tục phản công, làm cho tinh linh pháo đài tĩnh lặng của Velsaria bị đóng băng. Sau đó Claire và Ellis đã kết hợp hai chiêu thức với nhau lại tạo ra một quả cầu lửa tấn công Velsaria. Tuy nhiên đòn hợp lực của ba cô gái không có tác dụng với Velsaria. Sau đó, cô ta khởi động 2 mũi thương rồi lao đến tấn công Ellis, nhưng cũng may Fianna kịp thời triệu hồi thánh linh hiệp sĩ cản cô ta lại. Quan sát qua màn hình lớn, S khẳng định tinh linh của Velsaria đang được duy trì bởi một nguồn năng lượng cực lớn nào đó, còn Kamito thì nhận định cô ấy đã mạnh hơn 3 năm trước rất nhiều. Sau một thời gian giằng co, Fianna đã đến giới hạn và thánh linh hiệp sĩ của cô đã bị nghiền nát. Thấy vậy Claire liền bảo Scarlett thu hút sự chú ý của Velsaria để cô tiếp cận nung nóng pháo đài tĩnh lặng bằng hỏa thuật. Rinslet cũng dùng những mũi tên băng của mình tấn công vào chỗ ấy, làm cho cấu trúc của bộ giáp bị phá hủy nhờ vào sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, tạo điều kiện cho Ellis đánh nát nó bằng một đòn phong thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên Velsaria không thể chấp nhận việc bản thân lại thất bại một lần nữa. Vì vậy cô đã bất chấp tất cả sử dụng nguyền ấn trong cơ thể, hắc hóa tinh linh của mình và cùng với nó trở nên mất kiểm soát. Ở trong trạng thái này, Velsaria không chỉ tấn công đồng đội của mình mà cô còn hút năng lượng tinh linh của các cô gái trong đội hỏa miêu. Đứng trước tình hình đó, cô chủ nhiệm muốn cho dừng trận đấu lại nhưng Greywood nói không cần thiết. Còn Kamito ngay lập tức cùng với S xông vào tinh linh giới cứu dàn harem của mình và sau đó đã thành công giải thoát cho các cô gái. Do trước đó S đã cảnh báo với tình trạng của cậu hiện tại không thể nào sử dụng năng lực tinh linh quá lâu, nên Kamito quyết định bức tốc hạ gục Velsaria nhanh nhất có thể. Nhìn cách chiến đấu của Kamito, Ellis lúc này cũng cảm thấy hình ảnh này giống y hệt như 3 năm trước. Tuy nhiên sau đó, dù giành được ưu thế, nhưng Kamito vẫn không thể nào lập tức đánh bại Velsaria ngay được. Và khi Kamito đã chạm đến giới hạn, Fianna đã sử dụng một chút sức lực cuối cùng để hồi phục cho cậu, rồi sau đó cô ngã gục xuống vì vết thương tạm thời đã không còn. Kamito đã thoải mái hơn trong việc chiến đấu, thêm vào đó nhờ sự hỗ trợ của ba cô gái còn lại, Kamito đã nhanh chóng hạ gục Velsaria bằng một pha đâm kiếm cực kỳ đẹp mắt. Tái hiện lại khung cảnh ở kiếm vũ 3 năm trước, thanh kiếm 20 cm của cậu không chỉ đánh tan nguyền ấn trong người của Velsaria, mà còn giúp cô nhận ra cậu chính là Gena Sabel. Sau đó Kamito đã nói với Velsaria rằng chiến thắng này của cậu là nhờ vào những người đồng đội. Thứ sức mạnh mà đệ nhất kiếm vũ sư 3 năm trước không hề có. Bên này, hiệu trưởng Greywood đã đến trừng trị thương nhân sát thủ vì dám giở trò trong học viện. Việc này cũng được Restia chứng kiến. Cô ấy nhắn nhủ Greywood rằng bản thân sẽ không bao giờ để Kamito phải làm theo ý của bà ấy. Trở lại bên này, Velsaria cũng đã trở lại bình thường và cô sẽ quay về gia tộc để nghỉ ngơi. Sau vụ đó, cả nhóm đã mở tiệc để ăn mừng chiến thắng. Fianna còn mạnh bạo nói vào tai Kamito rằng cậu không cần phải ăn bánh, mà ăn luôn cô cũng được. Sau đó Ellis xuất hiện cùng với một bộ váy rất đẹp. Được biết cô mặc như vậy là do bị hai người đồng đội cũ kia tròn. Và cuối cùng đại hội kiếm vũ cũng đã tới. Kamito và dàn harem của mình sẽ cùng với hai đội khác lên đường đến nơi tổ chức giải đấu. Và bộ anime này đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để mình có động lực làm tiếp nhé. và hãy nhớ ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.